Các bạn thân mến, các bạn trên cả nước Việt Nam thân mến và các bạn đang yêu thích môn lập trình website, thì bài hôm nay tôi xin mở đầu giới thiệu với các bạn là chúng ta sử dụng ứng dụng Bootstrap Studio để chúng ta có thể tạo nhanh các form, biểu mẫu, menu, rồi vân vân, tất cả những cái việc mà chúng ta phải lập trình bằng tay. Thế thì Bootstrap Studio là một cái công cụ giúp cho chúng ta có thể tạo nhanh các giao diện frontend cho các ứng dụng một cách nhanh nhất, thay vì các bạn phải ngồi lập trình lâu. Đấy. Thì chúng ta phải làm những cái việc mà rất là cầu kỳ, nhưng đối với Bootstrap Studio nó là một công cụ cho chúng ta tạo ra những cái bộ frontend ứng dụng cho các trang web rất là nhanh và giúp cho các bạn tạo được các ứng dụng mà bằng cách trực quan nhất mà chúng ta không phải ngồi viết code lâu mà vẫn có độ chính xác cao, để giúp cho các bạn có thể khả năng tự thiết kế các giao diện website cho mình. Thì đây là một cái ứng dụng mà đã được phổ biến trên mạng Internet, nhưng mà vẫn một số bạn vẫn chưa biết. Thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu với bạn, chúng ta sẽ đi từng bước một. Tôi lấy ví dụ, bây giờ chúng ta muốn có một tạo một biểu mẫu form, một mẫu form mà ta không cần phải đi copy một template ở một nơi khác về ta sửa, thì chúng ta có thể sử dụng Bootstrap này. Ở đây có các mẫu cho sẵn. Đấy, các bạn có thể sửa chúng. Ví dụ đây tôi sửa phần này. Tôi chọn. Thì trong đây của chúng ta là gồm có các trang được thể hiện như là Sibin HTML, Hiemi HTML, Project Gutscard, rồi New Page, New Template Page, thì chúng ta sẽ có thể tạo chúng một cách dễ dàng. Đấy, ví dụ chúng ta chọn Hiemi thì chúng ta sẽ được sang một cái form, sang một form. Thì ở đây ví dụ ta muốn tạo một cái form ứng dụng của nó, chẳng hạn đây tôi cho chỗ là hồ sơ sinh viên. Đấy, các bạn có thể bật tiếng Việt lên, các bạn dùng, các bạn dùng nhé. Tôi ghi form đây là nhập hồ sơ sinh viên. Dưới phần này của tôi thì nó là một cái template quê quán, và các bạn không cần cái này thì các bạn có thể copy email này lên để chúng ta có thể tạo ra một cái mới, và các bạn có thể xóa nó đi bằng cách ở đây nhé. Các bạn nhìn thấy đây là cái nút nhân đôi, còn đây là nút chọn lớp cha, tức là cái cha của cái này nó gồm là form group, tức là form group để chúng ta nhóm lại. Ở chỗ này chúng ta dùng di chuyển. Đấy. Thế thì rất là dễ thôi. Các bạn có thể xóa cái này một cái đi. Tôi cho một này là email. Email thì tôi thay cái nhãn đây là tôi sử dụng là họ và tên. Họ tên sinh viên. Bước tiếp theo là tôi muốn tạo ra một cái họ tên này, rồi giới tính. Tôi có thể copy chúng bằng cách duplicate, các bạn nhấp vào nút này. Đấy, thì chúng ta sẽ sinh ra một cái nữa. Hoặc các bạn ấn trên bàn phím cái nút là Ctrl D. Ở đây tôi nhập là giới tính. Các bạn quan sát nhé,
máy tính. Đó. Rồi, tiếp theo là ta sẽ nhập sang phần tuổi. Thời tính quê đã, quê. Để các bạn có thể điền vào đây. Các bạn cũng có đây là quê. Đó, quê quán. Rồi, tiếp tục là các bạn sang phần tuổi, cần chân đê xuống. Các bạn đi chỗ này cho tôi là tuổi. Rồi, cái hai cái nút này ta không cần nữa. Giới tính quê quán tuổi thôi. Tôi không cần. Trong này tôi làm ví dụ, một cái ví dụ đơn giản thôi. Để nhập hóa đơn quê quán. Cái này thì nhập ngày tháng, vân vân. Nhằm cho các mục đích, ví dụ như là chúng ta các form như là khai báo ngày sinh tháng đẻ, hoặc là khai báo những cái lúc hóa đơn chứng từ, chúng ta có thể sử dụng cái này để chúng ta làm việc của nó. Ta xóa cái này đi. À, xóa nó này đi. Thì cái cột này ta để chấm. Đấy, chấm. Bootstrap thì sinh ra 12 cột. 12 cột cho một cái giao diện lớn, một cái màn hình lớn. Ví dụ như đây là tôi đang sử dụng màn hình lớn. Màn hình nhỏ hơn thì nó như này. Màn hình bé hơn là cái iPad vân vân. Đấy. Và màn hình này thì chúng ta cũng đã được những cái nhập như này, ứng dụng của chúng ta đây. Đây là menu thả xuống, bạn chọn open, bạn có thể thấy ở đây. Thì đối với cái này ở đây các bạn có thể thay là trang chủ. Đó. Phần này thì các bạn có thể là xem hồ sơ. Đúng không? Phần này thì các bạn có thể đến một cái gì đó. Này tôi ghi là nhập hồ sơ. Đó. Này là CVIN vân vân. Thì các bạn có thể này chọn đây. Còn chỗ này các bạn ghi là chữ ghi. Thế là chúng ta ghi vào. Ghi vào. Đó. Dưới menu này thì các bạn có thể đặt cái gì cũng được. Các bạn chú ý nhá, chúng ta đặt cái gì cũng được. Viết đường link đến những cái nơi khác mà chúng ta cần. Chúng ta lại trở về một trang lớn. Đó. Ở đây các bạn chú ý là tôi đang tôi ghi là ứng dụng nhỏ. Bây giờ các bạn sẽ hỏi tôi là thắc mắc là tôi muốn cho các cột này nó có độ rộng khác nhau. Thì để làm được việc đó thì các bạn vào cái nút có lúc là look view, là nhìn để cảm nhận. Thế thì họ tên tôi để dài như vậy, giới tính tôi sẽ có thể cho cái chiều rộng ngắn đi. Các bạn có thể trượt cái này, đó mà trượt xuống. Đó. Thì các bạn sẽ được cái lúc là các bạn. Đó. Tuổi ở đây cũng vậy, các bạn cho. Chiều cao. Đó. Nha. Width là cái độ rộng. Bạn cho tuổi nhỏ lại. Thì chúng ta được một cái hồ sơ sinh viên. Ta nhập của nó họ tên sinh viên quê quán. Thế còn màu sắc các bạn có thể chọn xuống dưới này. Các bạn chọn color thay vì tên màu đen thì các bạn có thể cho nó một màu xanh. Các bạn thích, các bạn chọn select. Đó. Giới tính cũng vậy, đúng không? Đó. Giới tính các bạn cũng chọn một cái màu. Ví dụ màu sinh viên ở đây chúng ta nhấp vào, chúng ta thấy là RGB 1898183. Các bạn cho có thể cho màu xanh blue và màu green được tốt lên để các bạn có thể nhập vào trong này. Các bạn có thể nhập số này là
một hai năm, hai năm năm. Chữ các bạn như này, nhưng mà chữ trên màu này thì nó hơi đậm, chúng ta cho giảm cái green này đi, bạn cho 100 thì chúng ta xanh tím, hoặc là chúng ta cho vào đây chúng ta được xanh tím hơn. Rồi chúng ta phải cho đậm vào đây. Cùng màu cái này, giới tính cũng vậy, các bạn cũng chọn đây, chọn nút select, các bạn dò vào đây. Đó, quê quán cũng vậy, các bạn có thể sử dụng cái đấy để các bạn làm, các bạn chọn nút bút thử này, các bạn cho vào đây. Được. Các bạn cũng có thể làm được như vậy, select là chọn này. Rồi đến lúc nút này là nút ghi vào. Đó. Ok, bây giờ tôi có thể làm một trang mà bao gồm là danh sách phía dưới và hồ sơ nhập. Tôi để cái này thành form, thì ở dưới đây chúng ta sẽ thêm một cái bảng table nằm phía dưới, nằm bảng table nằm phía dưới. Để bảng table nằm phía dưới được thì các bạn vào nút studio, chúng ta sẽ chọn là table. Table đây chúng ta chọn row hoặc là wizard. Ví dụ tôi muốn hồ sơ sinh viên là một cái bảng có tiêu đề đậm, tôi chọn này và tôi sửa xong, các bạn kéo này xuống. Thì các bạn được một cái nút là được một cái bảng bảng đây. Bảng đây các bạn có thể điền lại tên, ví dụ như là ID sinh viên hay là số thứ tự cũng được, bạn chọn số thứ tự. Chỗ này các bạn cho họ tên luôn, kệ nó nhé, nó đang chưa giảm đều ra thì lát nữa chúng ta giảm họ tên. Rồi customer ở đây là giới tính, này các bạn cho quên. Quên. Chỗ này các bạn cho tuổi. Chỗ này là action thì kệ nó. Thế còn trong hai cái này các bạn nhìn thấy là nó hơi dài. Bạn chọn nút fill. Các bạn cho cái cột này ngắn lại một chút, các bạn có thể cho tụt lại thì họ tên được với đây rồi. Số thứ tự đây rồi, bây giờ chúng ta sang cột họ tên, chúng ta cho ngắn lại. Giới tính chúng ta cho ngắn lại, tí nó tự nó ra quê, hơi ngắn lại một chút. Chùa action. Thì sau khi làm xong rồi thì của chúng ta đã được gọn gàng như này. Bây giờ chúng ta sẽ xem overview, ta xem thử trước. Chúng ta sẽ vào file, chúng ta chọn import và export. Thế để view trước thì các bạn chọn nút này cho tôi. Chúng ta mở cái cổng này của ứng dụng ra, chúng ta ghi vào thì nó sẽ chạy cho chúng ta một cái HTML lên, bao gồm có cả bút chat nữa. Các bạn có thể chọn một trong các trình duyệt như là Internet Explorer. Chúng ta nhìn thấy vào đây là chúng ta đã có hồ sơ sinh viên tuổi vân vân, cái tuổi này tôi chưa bôi xanh.
Thì bây giờ các bạn có thể vào đây, các bạn chọn cái nút tuổi, các bạn chọn look fill, các bạn chọn xuống màu sắc, các bạn chọn này, các bạn chọn này. Đấy. Để cho thống nhất về màu. Rồi, đây là những cái mà cơ bản nhất của cái bài tạo form. Đó. Thì chúng ta có thể tạo ở đây rất là dễ. Ok. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm những việc tiếp theo. Các bạn chọn HTML nha. Chọn vào cái nút này, nó bật ở đây lên thì các bạn nhìn thấy là HTML được sinh ra ngay lập tức ở đây. Ngay lập tức ở đây. Thế bây giờ tôi muốn chọn cái phần gọi là nhập sinh viên. Thì các bạn nhìn thấy là ở đây chúng ta sẽ đưa lên cái này lên đây tiếp. Đúng không? Rồi thì ở trên này cái biểu tượng này chúng ta mở cái này ra, chúng ta chọn overview ở đây thì chúng ta thấy heading này đây. Các bạn có thể ghi cho tôi một cái ID của cái nhập hồ sơ là tiêu đề lớn, tiêu đề. Khi tiêu đề xong rồi thì các bạn sẽ tạo style cho nó bằng cách các bạn ấn vào ts. Đấy, tiêu đề này thì chúng ta có thể cho là padding của chúng ta bottom chúng ta cho bằng 0. Đó. Đúng không? Rồi chúng ta thấy là padding bằng 0 rồi. Chúng ta có thể thêm nhiều thứ. Ví dụ như là hình ảnh các thứ sau. Thì khi chúng ta tạo xong rồi thì chúng ta nhìn thấy này, biến môi trường sinh ra cho các thiết bị đã được sinh ra bên trong. Đấy. Để chúng ta có thể vào để tạo thêm nhiều biến môi trường. Tôi cho sang một thiết bị nhỏ hơn thì tôi copy thiết bị này sang một cái vấn đề bên này được. Tôi để new set. Đấy. Thì tôi có một cái miếng thiết bị họ áp dụng cho. Dùng cho từng cái một. Ok. Đấy là chúng ta đã copy ra được nhiều thứ để chúng ta tạo để cho nó mềm dẻo. Bây giờ chúng ta sẽ có thể là export nó để ta đưa vào ứng dụng. Export nó để ta đưa vào ứng dụng. Thì bây giờ tôi export, để export nó thì các bạn chọn cho tôi nút export hoặc là chúng ta vào new và chúng ta vào, xin lỗi, chúng ta vào cái menu, có nghĩa là menu file, chúng ta export nó, export cái form này tạo. Thì tôi tạo một thư mục để tôi export ở trên desktop này. Tôi tạo một cái thư mục bên trong để đựng cái phần này. Tôi chọn nó là nhập danh sách. Đó. Thư mục tôi đơn giản như vậy thôi. Hoặc chúng ta ghi một chữ ít từ thôi. Nhập. Form nhập. Tôi save select. Và bây giờ tôi ấn nút export. Import option thế nha, để tôi chọn này. Nhập danh sách, nhập rồi và tôi save, đúng không? Bây giờ tôi mới để import và nó đã import cho chúng ta và là bản thiết kế của các bạn đã được import rồi, tức là đã được xuất. Bây giờ ta tắt cái này đi. Tôi vào bài tập K64.
mở cái thư mục ca sử tư ra. Thì trong phần nhập của chúng ta đấy, đã có cái hiêm mi đây. Trong đây nó tạo ra cả những phong kia nhé, nhưng mà vì là chúng ta chỉ cần phần nhập thôi. Tuổi này nó vừa xong, tôi đã bôi đen quên cái nền, bây giờ tôi bật lại lên đây. Tôi chọn look fill, tôi cho background là tên là tuổi này. Để cho nó thống nhất màu. Rồi bây giờ thì tôi chỉ có việc là gì? Tôi chỉ việc export thôi. Và nó export đàn lên. Đấy. Bây giờ nó được export đèn lên rồi thì chúng ta có thể gì? Chúng ta có thể thôi và ta xem lại bên kia. Đấy, tuổi được rồi. Rồi bây giờ thì tôi đã đặt cái form này, tôi có thể nhập tuổi. Còn phía trên này đó, chúng ta sẽ thêm link vân vân thoải mái. Dưới đây là một cái bảng được nhập ra. Đấy, bảng nhập ra. Thế bây giờ tôi mới ghép cái ứng dụng này vào trong Coordinator là một cái framework. Tôi xóa đi cái dự án này. Tôi xóa đi trang này. Tôi để một cái HIMI thôi. Bạn nhìn nha, tôi copy này. Copy. Tôi đưa sang phần Gem. HTML. Rồi, bây giờ tôi sẽ đưa vào trong cái quản lý điểm. Tôi để trong public nhé các bạn nhé. Riêng này chúng ta để trong public. Chúng ta tạo một cái thư mục. Tôi tạo thư mục có tên là quản lý sinh viên FP. Rồi, tôi cho vào kết quả. Các bạn nhìn thấy là ứng dụng đã được chạy đúng không, các bạn đã nhìn thấy rồi. Bây giờ tôi sẽ mở cái coordinate ra để tôi ghép vào. Đấy là những cái mà công cụ để chúng ta tạo ra cái front end. Và các bài sau thì các bạn sẽ theo dõi tôi cách dạy các bạn cách làm tạo những cái giao diện cho website hoặc các ứng dụng một cách dễ dàng hơn. Và bây giờ chúng ta sẽ cho vào đây. Nó đang loát, nó chương trình lên. Rồi. Tôi chọn public nhé, các bạn nhìn thấy nó nằm trong public. Đấy. Cái ứng dụng của chúng ta sẽ nằm ở trong public và quản lý sinh viên đây. Nhập đây. Đấy. Và bây giờ ta phải làm nào để cho nó có thể đưa lên làm form chúng ta được. Đưa lên làm form chúng ta được.
Thế thì cũng rất là dễ thôi. Tôi vào, chúng ta vào application là cái phần riêng của chúng ta, nối với cái phần này. Thì bây giờ ở trong view, phần quản lý điểm. Đó. Quản lý điểm nhé. Tôi sẽ cho cái này tôi kéo tôi đặt lên trên này. Tôi chỉ lấy mỗi cái này thôi nhé. Đây, cái Hiemi của chúng ta sẽ lấy những cái gì ở đây? Nó sẽ lấy những cái này ở bên trong phần nhập. Đúng các em, các bạn. Đó. Thế việc quan trọng bây giờ là tôi tham chiếu lại. Tôi sẽ save as cái này sang một file có đuôi là nhập hồ sơ. Nhập hồ sơ. Đuôi là .php. Đó. Và hồ sơ là đuôi .php rồi. Các bạn nhìn thấy là đây là toàn bộ cấu trúc mà chúng ta không phải viết, ta chỉ thiết kế thôi, ta đưa ra. Đó. Các bạn chú ý nhé, viewport này, content này, define with này, rồi đến những cái phần này là để cho chúng ta đến là chuẩn để đưa vào trong bootstrap và nó sẽ sử dụng cho nhiều thiết bị. Bây giờ chúng ta sẽ ghi chỗ này là nhập hồ sơ sinh viên, đây là tiêu đề trang. Tiêu đề trang thì nó chạy khi mà ở trên browser hay là trên URL nó hiện ra ở trên cái tiêu đề. Phần đến phần đây. Phần nhập này. Đó. Thì bây giờ chúng ta phải nối nó chúng vào đây. Những cái phần nào mà chạy đến đây rồi. Đó. Thì chúng ta ghi ta để nó chạy vào đây. Để chúng ta có thể nó xuất hiện ra. Đúng không? Rồi. Các bạn đã thấy này, họ tên giới tính này. Tí nữa chúng ta sẽ cho vòng lặp trong đây để hiện ra những cái người mà được hiện trong cái bảng nhập. Đó. Rồi các bạn các bạn nhìn thấy là nó khi nó link ra dễ dàng không? Đấy. Nó tạo một file nguồn đến thẳng bootstrap nhé. Đấy. Tạo một cái đường link đến đúng bootstrap ở trong dưới này. Đấy. Lát nữa chúng ta sẽ chạy nó. Còn những cái mà ở chỗ html form.google đấy, những cái này là nó link liên kết đến một trang web trên trên hệ thống form. Đây cũng vậy. Đấy. Đây là đến một thư viện, đúng không? Mà chúng ta không cần quan tâm đến nguồn của nó, chỗ này là chỗ nào, mà chúng ta chỉ quan tâm đến những phần này thôi. Đó. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ link đến đây bằng cách là thêm một cái mã gì vào đây để chúng ta ghi cho thầy bằng nha, 2.bay bay URL, bay URL này, cái này để đến đây, được chưa? Xong các bạn cho một cái nữa, bay URL này, xong tiếp theo là quản lý sinh viên. Tiếp theo là nhập. Đó. Và các bạn đứng cuối này, các bạn phẩy cho tôi một cái, các bạn như này một cái, và các bạn đóng cái FP vào. Đó. Nó sẽ đưa chúng ta đến đây. Đấy, các bạn thấy không,
nó sẽ đưa cho chúng ta đến phần này. Tôi tạm đóng cái chương trình đi cho đỡ nặng về máy tính của tôi, mà nhiều quá là nó sẽ rất là nặng. Đó. Tương tự ở đây chúng ta cũng thế nhé. Chúng ta đến chỗ này, chúng ta cho tôi một đàn bằng bay UZL. Đấy, đừng giận này. Đó. Các bạn đi chữ trường, ta chỗ quản lý sinh viên, xem ngang một cái, các bạn đến phần nhập, xem ngang một cái, và các bạn đây, các bạn tụt cho tôi một cái phẩy trên, các bạn đóng lại. Đó. Tương tự như thế, chúng ta làm tất cho những cái phần mà nó sẽ liên kết sang cơ sở local, đúng không? Chứ nó còn public, đây là cái này trên công cộng rồi thì chúng ta thôi, chúng ta chỉ sửa cho những chỗ này thôi. Đó. Chúng ta cũng ghi cho tôi bằng đây UZL, các bạn thêm cái dấu gạch trên, nháy trên, bạn ghi nháy này. Quản lý sinh viên ở đây chúng ta ghi là FV nhé, tôi xin lỗi, FV. Đó. Đúng cái đường dẫn cái chỗ public, đúng cái đường dẫn chỗ này, cái chỗ này là quản lý sinh viên. Còn chỗ này chúng ta cũng là quản lý. Quản lý đây là quản lý sinh viên nhé. Chúng ta đi chữ nhập. Nó sẽ như vậy cho các bạn, đúng không? Tức là để nó lên một cái gì đó thì chúng ta chọn nữa. Máy của tôi nó hơi bị chậm. Hơi bị chậm một tí, chúng ta đợi tôi. Tương tự rồi, bây giờ chúng ta đến phần này, chúng ta cũng bỏ chấm bằng đây. Bây giờ là phải trên nhé, bạn nhớ là trong bay UZL phải phải hai đầu. Đó. Và tương tự ở đây cũng thế. Chỗ này chúng ta là quản lý sinh viên nhập. Tương tự chỗ này các bạn cũng làm cho tôi như vậy. Chúng ta cũng bằng bay UZL là xuống dưới, xóa nó đi các bạn này. Các bạn cũng thêm cái phần này cho tôi. Rồi các bạn ghi chữ là quản lý sinh viên. Nhập. Đó. Tương tự chỗ này các bạn cũng làm vậy, làm hết cho tôi. Chỗ này các bạn cũng đây UZL để lấy đường dẫn ra. Đó. Và phẩy trên này chữ nhập quản lý sinh viên. Đó. Bạn nhập chỗ này cho tôi, đúng không? Rồi các bạn cho đi chỗ này phẩy một phát,
Sau khi xong hết rồi thì chúng ta kiểm tra phía dưới. Chỗ này chúng ta cũng cho là bằng bay UZL. Các bạn cho quản lý sinh viên để đường dẫn trong bút trợ trong Cordinai nhá. Chúng ta sẽ chọn quản lý sinh viên này, rồi nhập này, đấy là tham chiếu. Sang bên đây các bạn cho một nhánh trên để các bạn đóng lại. Đấy. Nó sẽ đưa chúng ta liên kết vào Bootstrap và jQuery bằng đây UZL. Chiếu hết. Còn cái này thì thôi, cái này nó là trên public rồi, thôi chúng ta sẽ chọn cái này. Đây. Chỗ này chúng ta cũng vậy. Đây, đường dẫn nó đến chỗ này. Đó. Quản lý sinh viên nhập này. Đúng theo thứ tự nhá. Đó. Sau khi xong rồi thì chúng ta được một trang hoàn chỉnh. Bây giờ chúng ta sẽ thay thế vào bên nhập hồ sơ vào khoảng danh sách lớp. Thì các bạn chỉ cần vào control. Vào control. Các bạn vào quản lý điểm. Thì bây giờ tôi sẽ thay cái này là nhập hồ sơ. Đó, các bạn thì thay tên nó là nhập hồ sơ vào đây thôi, đúng không? Rồi thì còn hàng này chúng ta đừng động vào bộ để chúng ta xem nhập hồ sơ đã nhé, xem nó đã sang chưa. Và bây giờ ta sẽ chạy này local. Chưa gì là vì ta chưa chạy cái gem. Nó thay đổi ra ngoài vô có đây. Hồ sơ của chúng ta là đã ra đây rồi, đúng không? Có nghĩa là một vài chỗ nó bị thì một vài chỗ nó bị thiếu nên là chúng ta phải ta kiểm tra lại nữa này. Ta phần xem nhập vào hồ sơ nhé. Quản lý sinh viên. Trăm nghìn này, nhập này, nhập này, nhập này, nhập
ok là xong đúng không? Đúng không? Thấy ngon chưa? Đấy, ta nhập vào đây và nó hiện ra đây. Thì bài tới tôi sẽ tiếp tục giới thiệu các bạn cách làm như vậy để chúng ta có một giao diện đẹp chạy vào trong này. Đây. Đó, các bạn thấy không? Đó. Thì tôi đã dạy xong cái bài đầu tiên là sử dụng Bootstrap để tạo front end để giúp chúng ta có thể đưa vào trong Laravel hoặc là Cordinai, Laravel và Cordinai là hai tên quốc tế, là hai phiên quốc hay dùng. Thì đây là chúng ta đã thấy là nó đã đưa về nhỏ. Thì chúng ta nhìn thấy nó chạy như này. Đúng không? Tôi xóa hết phần như thế. Chúng ta thấy là hồ sơ sinh viên như vậy nào. Các bạn chú ý nhá. Để tôi xem trên này còn cái gì nữa không. Ok. Đấy, thế là những cái này là những cái mà chúng ta thấy là viết nó phải đúng, không đúng là không chạy. Đó. Đấy, sinh viên. Đấy, sinh viên search. Vâng. Trên đây được rồi. Buổi sau tôi sẽ dạy các bạn cách cắt từng phần một, ta chia nhỏ ra để đâu là header, đâu là footer, mỗi phần loát trang thì nó sẽ loát theo đúng các vị trí để cho các bạn có thể căn cứ vào đó các bạn làm một ứng dụng. Tôi xin chào các bạn ở đây. Các bạn chú ý theo dõi một clip phía đằng nữa, sau nữa và những cái clip mà tôi tạo các giao diện đẹp hơn. Các bạn chú ý theo dõi nhé. Xin chào các bạn.